Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Taiko. Trong cái quá trình mà rửa xe hay là làm nội thất ô tô có rất là nhiều những loại khăn được sử dụng. Ví dụ như là khăn lau rửa xe này. Và sau khi mà rửa xe xong thì có khăn lau thân xe, khăn lau kính xe và khăn lau nóc xe. Và bên trong nội thất thì có khăn lau chuyên dụng để mà lau nội thất xe ô tô. Vậy thì có một cái loại khăn mà trước đây những người thợ sử dụng rất là nhiều, sử dụng trong hầu hết các cái công đoạn, đó chính là cái khăn lau rửa xe ô tô ở cái dạng caro mà như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Đây mà là một cái loại khăn mà có thể nói là được rất nhiều những anh em thợ rửa xe trước đây sử dụng. Vậy thì cái khăn này nó có những cái đặc điểm tính năng gì mà trước đây được nhiều người sử dụng đến như vậy? Thì trong cái video lần này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn. Cái đặc điểm đầu tiên đó chính là nó được làm từ sợi microfiber. Chính vì vậy mà nó có khả năng hút nước và hút bụi rất là tốt. Và đặc biệt là không bị xù lông và không làm xước sơn xe trong cái quá trình mà mình lau rửa xe ô tô. Cái đặc điểm tính năng thứ hai đó là như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, đó là nó được thiết kế những cái ô vuông nhỏ dạng caro này. Chính vì vậy mà cái khả năng hút nước cũng như là thoát nước rất là tốt. Và đặc biệt đấy, đó là nó có thể là tạo ra cái ma sát để có thể tẩy sạch những cái vết bẩn thông thường trên bề mặt sơn xe. Cái thứ ba đó là nó được sử dụng trong rất là nhiều những cái công đoạn khi mà làm rửa xe. Tuy nhiên ngày nay khi mà cái sự chuyên biệt hóa càng ngày càng được nâng cao thì cái khăn này nó được sử dụng hiệu quả nhất khi mà sử dụng lau rửa. Đó là khi mà mình phun bọt tuyết lên và mình dùng cái khăn này để mình lau rửa. Thì theo cái kinh nghiệm của những người thợ rửa xe ấy, các bạn nên sử dụng 3 loại khăn với 3 màu khác nhau. Một loại dùng để rửa thân xe, một loại dùng để lau rửa kính xe và một loại dùng để lau rửa lốp xe và cái mâm bánh xe. Cái thứ tư đó là hiện tại Taiko đang cung cấp 2 loại khăn để lau rửa dạng caro này. Một loại là khổ 50-55 mà như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, và một loại là khổ 30-30 để nó phù hợp cho những khách hàng mà sử dụng để lau rửa xe ô tô hoặc là những khách hàng mà có thể sử dụng để lau rửa xe máy. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn về cái khăn lau rửa xe ô tô dạng caro này, một loại khăn rất là phổ biến và được rất là nhiều người thợ sử dụng trên thị trường Việt Nam hiện nay. Các bạn khi xem video, nếu như còn những vấn đề gì thắc mắc có thể gọi điện, nhắn tin Zalo cho số hotline ở phía trên màn hình, hoặc các bạn cũng có thể comment gọi của mình cùng với số điện thoại xuống dưới video mà các bạn đang theo dõi để nhân viên của Taiko sẽ gọi điện lại tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn khi xem video nếu như thấy hay về hữu ích hãy nhớ bấm like. Và đừng quên đăng ký kênh của Taiko để có thể theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.